2024 rồi, khuyên thật anh em là đừng nên lắp màn Android nữa. Bởi vì lắp màn Android anh em sẽ mất rất nhiều thứ. Thứ nhất là khi anh em lắp màn Android, đây là cái mặt giữa nguyên bản này, anh em sẽ bị mất zin này. Đấy không? Cái mặt giữa nguyên bản chả có cái gì đâu nha anh em nhá. Khi mà lắp lên màn Android anh em sẽ có một cái mặt dưỡng như thế này. Anh em có thấy mất zin không? Màn hình to hơn này. Đây là cái màn hình nguyên bản này. Đấy. Anh em thấy chưa? Màn hình nguyên bản anh em chỉ bấm nút thôi. Bây giờ anh em phải dùng cảm ứng rồi. Anh em mất cái bấm nút trên này rồi, mất chỉnh như này rồi anh em nhá. Đấy là cái mất thứ nhất này. Thứ hai là anh em sẽ mất sử dụng cái điện thoại này và cái giá đỡ điện thoại để trên này để anh em soi đường đi. Bởi vì khi mà lắp màn Android anh em đã có cái bản đồ, có cảnh báo tốc độ trên này luôn rồi. Đấy, quá là phí luôn đúng không? Anh em coi như là điện thoại này bỏ không rồi. Tiếp nữa là anh em không thể sử dụng được cái điện thoại để xem được cái cam hành trình. Bởi vì cam hành trình ấy, bây giờ nó cũng tích hợp luôn vào màn Android rồi. Anh em chỉ mở trên màn này là có cam hành trình luôn. Nên anh em mất rất nhiều nhá, mất rất nhiều. Cái này mới là quan trọng này này. Màn cũ anh em không có cái cam lùi. Anh em cần người để hỗ trợ lùi đằng sau đúng không? Nhưng mà bây giờ anh em lắp màn Android anh em sẽ mất một người để hỗ trợ quan sát phía sau. Quá là phí luôn đúng không? Anh em thấy mất nhiều thứ chưa? Còn các núm khiển vô lăng ở đây, bây giờ nó còn hiển thị như thế này, hiển thị số cơ. Anh em thấy chưa? Anh em thấy mất nhiều chưa? Màn cũ nhá, nó không hiển thị số. Màn mới có lại hiển thị số. Mà lại có cả điều khiển giọng nói đấy chứ. Bây giờ là anh em lại phải nói vào đây. Thế có phải ra lệnh như nó mất thời gian không? Bình thường nhá, màn cũ anh em phải dùng bấm phím trên điện thoại này, cài giá đỡ ở đây để tìm đường nhá. Còn bây giờ này, đi đến sân bay Nội Bài bằng Vietmap S2. Đấy, anh em đã thấy phí chưa? Anh em mà thay màn Android là anh em mất nhiều thứ lắm đấy. Anh em nào mà muốn mất nhiều thứ như thế này nhá thì anh em hãy qua Akala anh em nhá.